Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Cử tri muốn thủ tướng trả lời chất vấn nhiều hơn. Hàng không mẫu hạm lưu ninh của Trung Quốc hoàn thành cuộc tập dượt ở biển Đông. Kính thưa quý khán thính giả, khi đánh giá về kết quả kỳ họp thứ sáu vừa rồi của Quốc hội Việt Nam, một số thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý hồi sáng nay rằng cử tri than phiền Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn quá ít không trả lời hết những câu hỏi của đại biểu đặt ra, trong khi nhiều đại biểu vắng họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý thêm là cử tri hiện theo dõi rất kỹ phiên họp Quốc hội cùng trách nhiệm của các đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý về trường hợp đại biểu vắng họp quá nhiều trong mấy kỳ gần đây và ông than phiền về tình trạng có những đại biểu cứ nhắm vào thời gian Quốc hội họp để xếp lịch riêng. Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trước đó có nhận xét rằng một số đại biểu đặt câu hỏi dài dòng, không đi vào trọng tâm vấn đề, chưa nêu lên được giải pháp cụ thể cho vấn đề đất nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Theo số liệu chính thức của Việt Nam công bố vào hôm nay, thì mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2013 là 5,42%, tức là tăng đôi chút sau khi sa sút trầm trọng nhất hồi năm ngoái kể từ hơn một thập niên qua. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thì trong khi mức tăng trưởng vừa nói chưa đáp ứng được chỉ tiêu 5,5% mà chính phủ đề ra, nhưng nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục so với năm ngoái là lúc mà tổng sản lượng nội địa chỉ được 5,25%, tức là mức thấp nhất so với 13 năm qua. Việt Nam hiện ra sức ứng phó với một loạt khó khăn về kinh tế, kể cả tình trạng mức cầu nội địa bị chậm lại, khu vực ngân hàng gặp phải nợ xấu, tình trạng phá sản lên tới mức kỷ lục. Trong khi đó, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI trong năm nay chỉ tăng 6,04%, mức tăng thấp nhất kể từ một thập niên qua thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương việt nam cho biết miền bắc việt nam gặp phải rét đậm trong dịp giáng sinh này cơ quan vừa nói cảnh báo về thời tiết nguy hiểm khi khối không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có thể tăng cường thậm chí thêm mấy ngày sau ngày giáng sinh làm cho các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ lâm vào tình trạng rét đậm rét hại kéo dài đến khoảng cuối tháng này trung tâm cũng cảnh báo thêm là tình hình rét đậm rét hại băng giá và sương muối sẽ diễn tiến phức tạp trong khi đó, vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ biển động thậm chí lên tới cấp 9. Xét phần tin quốc tế, thưa quý vị, hàng không mẫu hạm liêu ninh của Trung Quốc đã thành công một loạt hoạt động thử nghiệm trong đợt tập dượt ở Biển Đông vừa rồi. Cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Theo các viên chức quân sự và chuyên gia trong khu vực, thì cuộc thao dượt của Trung Quốc hồi tháng này ngoài khơi đảo Hải Nam đánh dấu không những lần đầu tiên hoa lục cho hàng không mẫu hạm tham dự, mà còn lần đầu tiên Bắc Kinh thử nghiệm đội xung kích hộ tống hạm như hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đang triển khai. Tờ China Daily cho biết, kể từ đầu tháng 12, chức Liêu Ninh đã thực hiện 100 cuộc thao dượt thử nghiệm, kể cả hệ thống tác chiến, hoạt động huấn luyện, Tờ báo trích dẫn lời thuyền trưởng hàng không mẫu hạm Lưu Ninh cho rằng biển Hoàn Nam tức Biển Đông có nước sâu, sóng to, gió lớn rất thích hợp cho tàu Lưu Ninh thực hiện những cuộc thao dượt và thử nghiệm. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Đảng Cộng sản vừa ra chỉ thị cho giới truyền thông nhà nước đừng loan tải những tin tức thuộc dạng phản tác dụng, không đi sát với đường lối của đảng, mà thay vào đó là những tin tức mang tính tích cực, cổ võ đều được gọi là những giá trị cơ bản xã hội chủ nghĩa. Chỉ thị được Tân Hoa Xã loan tải vào ngày hôm nay có đoạn viết rõ là tất cả các cơ quan truyền thông phải biết tự kiểm duyệt, biết phải tăng trách nhiệm của nhà báo và khả năng cổ võ giá trị cơ bản xã hội chủ nghĩa. Mặc dù báo chí nhà nước chính là cơ quan tuyên truyền của đảng, nhưng trong thời gian gần đây có những bài viết bị đảng chỉ trích là đi quá đà, chẳng hạn như bài bình luận trên tờ Tuần báo miền Nam kêu gọi thực thi dân quyền. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, sáng nay trong buổi điều trần trước Ủy ban An ninh của Quốc hội, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn nói rằng chú dượng của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un bị giết chết chỉ vì chuyện xung đột kinh doanh, chứ không phải là âm mưu đảo tránh. Theo lời ông giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn, xung đột giữa tướng Giang Song Thách và người cháu trai xảy ra vì vân tướng này muốn nắm quyền kiểm soát những cơ sở kinh doanh nhà nước, đặc biệt là hệ thống phân phối tài nguyên quốc gia. Trong đó quan trọng nhất là số lượng than đá mà Bắc Hàn xuất khẩu hàng năm một nghị sĩ có mặt trong buổi điều trần nói với báo chí rằng có nhiều viên chức trong đảng báo cáo với Kim Jong-un về vai trò của tướng Giang. Sau đó, đích thần lãnh tụ Bắc Hàn chỉ thị cho viên tướng chú dưỡng của mình phải giảm bớt hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng ông ta và những người thân cận không thi hành. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của đài được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa-tiếng-việt.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang web của đài tại địa chỉ áchau tự do chấm info Ngoài ra quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfr org Hòa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt <laughs>